Samsung Galaxy A7 là phiên bản cao cấp nhất thuộc dòng A-series. Khác với A3 và A5, A7 được trang bị cấu hình mạnh mẽ hơn hẳn, lắp đầy những khiếm khuyết về màn hình và hiệu năng của hai phiên bản tiền nhiệm. Và liệu với mức giá gần 10 triệu đồng, chiếc điện thoại này có đáng mua hay không? Chào mừng các bạn đến với channel chính thức của Hnam Mobile. Là một trong những sản phẩm đầu bảng của dòng A-series, nên hiển nhiên Galaxy A7 cũng được hoàn thiện từ một bộ vỏ kim loại nguyên khối, được trau chuốt một cách tỉ mỉ nhất để tạo nên sự cao cấp và thời trang. Bốn góc của máy bao tròn nhẹ, cạnh viền vuông vắn được vác kim cương ở 2m trước và sau. So với Galaxy A5, A7 thậm chí còn mỏng hơn, và đây cũng là smartphone mỏng nhất của Samsung với độ dày chỉ 6.3mm cùng với trọng lượng chỉ 141g. Tuy nhiên, kích thước lớn khiến cho những ai có bàn tay nhỏ nhắn sẽ sớm cảm thấy khó chịu khi cầm sản phẩm này bằng một tay. Đi sâu vào chi tiết, chiếm gần hết mặt trước là màn hình kích thước 5.5 inch, phía trên là loa thoại, camera trước và các cảm biến, trong khi phía dưới là bộ điều hướng. Như thường lệ, phím home được thiết kế vật lý và vác kim cương, trong khi hai phím còn lại là cảm ứng. Riêng mặt sau, Galaxy A7 bố trí camera lồi cùng chiếc đèn flash và loa ngoài đặt đối xứng nhau. Nhìn chung, Galaxy A7 đã hoàn thiện rất nhiều về thiết kế, toát lên vẻ cứng cáp và sang trọng. Song, nét thẩm mỹ ở mặt sau vẫn chưa đạt được sự tinh tế nhất do quá nhiều mẫu Galaxy có kiểu thiết kế này. Samsung có lẽ cần thay đổi nhiều về thiết kế nếu muốn chiếm được tình cảm của nhiều khách hàng hơn. Như đã đề cập từ trước, Samsung Galaxy A7 có màn hình tới 5.5 inch, công nghệ Super AMOLED và độ phân giải Full HD. Màu sắc trên tấm nền Super AMOLED mới đã dịu mắt hơn, không quá rực và không bị ám màu như trước đây. Độ phân giải cao giúp cho các chi tiết hiển thị sắc nét, không gặp phải tình trạng răng cưa kể cả khi nhìn kỹ. Góc nhìn của màn hình này cũng khá rộng, độ sáng cao cho khả năng nhìn rõ ràng kể cả môi trường ngoài lẫn trong nhà. Với các yếu tố trên, cộng với kích thước màn hình lớn, Galaxy A7 mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, đặc biệt là chơi game hay xem phim. Cũng giống như Galaxy A5, Samsung cũng trang bị cho A7 nền tảng Android 4.4 KitKat với giao diện TouchWiz đặc trưng. Trải nghiệm ban đầu cho thấy, giao diện mới đã rút bớt các ứng dụng chiếm nhiều bộ nhớ máy và bố trí một cách đơn giản hơn. Trên A7, Samsung vẫn tích hợp nhiều chức năng khá hữu ích như chế độ siêu tiết kiệm pin, chế độ đa nhiệm hai cửa sổ, chế độ riêng tư, vân vân. Vì sở hữu kích thước màn hình to, nên hãng điện tử Hàn Quốc cũng thêm tính năng thu nhỏ màn hình dành cho những ai có bàn tay nhỏ để có thể sử dụng một tay. Samsung trang bị cho Galaxy A7 camera chính có độ phân giải 13 megapixel, đi kèm hàng loạt tính năng như chạm lấy nét, tự động lấy nét, nhận dạng khuôn mặt vân vân, và đèn LED đỡ sáng. Giao diện chụp khá đơn giản, tốc độ bắt nét và chụp khá nhanh, hình ảnh thu được chất lượng tốt. Khi chụp vào ban ngày, ảnh có độ nét cao, màu sắc trung thực, phóng to không bị vỡ. Còn khi chụp ban đêm, chất lượng có giảm đi chút ít nhưng ở mức chấp nhận được. Đặc biệt, camera trước có độ phân giải 5 megapixel cùng ống kính góc rộng lên tới 120 độ, rất phù hợp cho những nhu cầu chụp ảnh selfie nhiều người cùng lúc. Tính năng làm đẹp 3 cấp độ được tích hợp vào trình chụp ảnh, mang đến cho bạn những bức ảnh chân dung ấn tượng nhất trước khi chia sẻ lên các mạng xã hội. Không như dự đoán, Samsung mang phiên bản Galaxy A7 chạy 64 bit Snapdragon 615 vào thị trường Việt Nam, chứ không phải bản Exynos. Con chip này cũng có 8 nhân, trong đó có 4 nhân hoạt động ở tốc độ 1.5GHz và 4 nhân hoạt động ở tốc độ 1GB, kết hợp với bộ nhớ RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB. Tuy cấu hình không phải quá khủng, nhưng thử nghiệm ban đầu cho thấy hiệu năng của máy hoạt động khá ổn định. Máy mạnh tương đương với một số dòng chip Snapdragon 801 hiện nay. Tốc độ mở ứng dụng nhanh, chạy đa nhiệm mượt mà, không bị nóng máy đột ngột. Khi chơi thử một số game có kết nối internet hay chụp ảnh bằng camera quá lâu, phần mặt sau của thân máy sẽ ấm lên nhưng không đáng kể. Samsung Galaxy A7 được trang bị viên pin 2600mAh, nhưng so với kích thước màn hình 5.5 inch thì dung lượng này không thật sự ấn tượng. Qua 2 ngày sử dụng, nếu chơi game hoặc xem phim liên tục, máy đáp ứng khoảng thời gian 3,5 giờ chơi game hoặc 7 giờ xem phim. Tuy nhiên, nếu sử dụng để nghe gọi, nhắn tin hay trình duyệt web thì thời gian sử dụng có thể kéo dài lâu hơn nhờ tính năng siêu tiết kiệm pin. Như vậy, ở tầm mức giá gần 10 triệu đồng, Samsung Galaxy A7 có thể xem là một trong những smartphone hội tụ đủ các yếu tố về tính thời trang và hiệu năng sử dụng cao. Tại Hnam Mobile, Samsung Galaxy A7 hiện đang được bán với giá 9.790.000 đồng.
kèm theo các khuyến mãi hấp dẫn. Các bạn có thể truy cập vào website htamobile.com để xem thông tin chi tiết máy, giá bán cũng như các khuyến mãi kèm theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.